lĩnh 20 năm tù vì lừa đảo vay đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt 35 tỷ đồng. Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Trúc, sinh năm 1991, trú tại thành phố Đà Lạt 20 năm tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức vay đáo hạn ngân hàng. Theo cáo trạng, Trúc là nhân viên tín dụng ngân hàng Bắc Á chi nhánh Đà Lạt, do cần tiền trả nợ, từ năm 2018, Trúc đưa ra các thông tin gian dối vay tiền của nhiều người để đáo hạn ngân hàng, đồng thời làm giả các hồ sơ vay vốn không có thật, chụp ảnh gửi cho các bị hại, qua đó để bảy bị hại tin tưởng và chuyển trên 35 tỷ đồng cho Trúc vay. Sau khi vay được tiền, Trúc không làm đáo hạn ngân hàng mà sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tòa nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Hoàng Anh Trúc 20 năm tù giam, đồng thời buộc Trúc phải trả số tiền còn lại cho các bị hại.